Xin chào gia đình số 10 nhà 568. Xin chào anh chị em. Khu đô thị Gôn Đèn Bay Cam Ranh. Xin chào gia đình đồng chí Long Vân. Xin chào các đồng đội C10 nhà 568. Gia đình C10 nhà 568. Tại gia đình Long Vân tại khu đô thị Gôn Đèn Bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Nay trở về gia đình tôi và đồng đội C10 nhà 568. Cảm nhận rất nhiều. Đây là chuyến đi đặc biệt gia đình xin mời trên lớp 8 để kỷ niệm và những người anh em xin mời so với các cuộc gặp mặt những năm trước. Xin chào những người cô cư dân của Đồng Bay nhá. Vâng. Chúng ta đang ngồi để ôn lại những cái kỷ niệm của C10E568 được hội ngộ tại trên đất chúng ta. Dù những ngày này đã đi qua rất lâu rồi, thế nhưng mà bất cứ khi nào chúng ta đã ngồi đây thì đều nhắc đến cái ngày hội đó. Và ngày hội đó là chính ngày hội của chúng ta. Đây là những người cư dân Golden Bay chúng tôi. Đó. Xin chào. Anh Minh, anh Khởi, anh Tùng, anh Ngân, anh Bồng, anh Long, anh Lâm. Đây là toàn những người mà yêu quý và đã gắn bó với Golden Bay này. Chào anh Khởi. À vâng. Vâng. Chào anh. Cái ngày hội của C10E568 dù đã đi qua được nhiều ngày nhưng mà tôi thấy bất cứ ngồi chỗ nào mà người ta cũng đều nói về cái ngày hội này. Vâng. Thế thì tôi xin hỏi anh có cảm tưởng gì trong những cái ngày này về ngày hội đó? Vâng. Cảm tưởng của riêng tôi mà tôi nghĩ là cảm tưởng không phải của riêng tôi mà của tất cả các anh chị em, các bác ở trong khu quân đoàn Bay mình. Cái ngày hội của C10E568 mặt trận Mỹ Xuyên ấy được tổ chức rất là long trọng ở trong cái khu quân đoàn Bay Ngoại Giày Nha Trang chúng ta. Cái ngày đó là ngày 13 tháng 9 nhỉ? Tôi nhớ là ngày 13 tháng 9 năm 2022. Và đó là cũng là ngày hội không phải của các anh mà ngày hội của cả cư dân của chúng ta nữa. Cái ngày đó để lại một cái kỷ niệm rất là sâu sắc trong lòng mỗi người dân của chúng ta. Với những người lính chiến sĩ đã bảo vệ biên cương Tổ quốc, các anh đã cống hiến cái tuổi xuân của mình, rồi thậm chí có người đã ngã xuống để cho bình yên của đất nước và cho chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp. Cũng hy vọng là có một cái thời điểm nào, một thời gian nào gần nhất để chúng ta lại được đón được các anh, đúng không? Chúng ta đón được các anh quay lại vua đồng bài chúng ta, như những người thân yêu nhất của cư dân chúng ta. Dạ, các bác nhỉ? Xin cảm ơn anh Khởi và cảm ơn tất cả những cư dân của Đồn Bay. Rồi, tạm biệt các anh. Hẹn gặp lại các anh nhé.